Mạng người vô thường trong hơi thở, giảng tại Hoa Liên Thị, Đài Loan, ngày 12 tháng 10 năm 1989. Các vị thiện tri thức, nhân sinh thất thập cổ lai hy, tiên trừ thiếu niên hậu trừ lão, trung gian quang cảnh bất đa thời, hữu hữu nhất báng thủy trước liễu. Nghĩa là tuổi thọ 70 xưa nay hiếm, trước bỏ thiếu niên sau bỏ già, thời gian còn lại chẳng là bao, lại mất một nửa vì ngủ nghỉ. Bây giờ con người hiểu rõ thuật sống lâu, thọ mạng tăng thêm rất nhiều. Người xưa sống đến 70 tuổi rất ít. Tôi nghĩ sự nóng giận của người xưa đại khái rất lớn, không thể dưỡng sinh đạo. Đời người tuổi niên thiếu bỏ đi 15 tuổi, vì 15 tuổi đầu là lúc học làm người. Tuổi già cũng bỏ đi hết 15 tuổi, vì tuổi già đầu óc hết sáng suốt, tai điếc, mắt mờ, thân thể yếu kém. Khoảng giữa còn lại 40 tuổi, trong 40 năm thì ngủ nghỉ chiếm hết phần nửa, ngoài ra còn ăn cơm, mặc quần áo, đi nhà cầu, cũng mất khá nhiều thời gian. Thời gian còn lại để tu, làm việc thiện, chẳng là bao. Thời xưa có người lại nói, nhân tâm bất túc xả thôn tượng. Ý nghĩa là nói, suốt ngày bận rộn chỉ vì đói, hết đói lại nghĩ đến quần áo. Cơm áo hai thứ đều đầy đủ, trong phòng lại thiếu cô vợ đẹp. Cưới hỏi vợ đẹp và thiếp xinh, ra vào không xe và máy bay, có xe và máy bay rồi, lại không quan chức, bị người khinh. Năm phẩm, bốn phẩm hiểm quan nhỏ, ba phẩm, hai phẩm cũng hiểm thấp. Nhất phẩm làm tể tướng đương triều, lại muốn lên ngôi làm hoàng đế. Một khi lên ngôi làm hoàng đế, lại muốn đánh cờ với thần tiên. Mộng đẹp của con người vĩnh viễn không bao giờ thể đầy đủ. Cho nên nói, nhân tâm bất túc xả thôn tượng, lòng người không đủ như rắn đuốt voi. Thời xưa có ba người già, người trẻ nhất là 60 tuổi, một người 70 tuổi và một người 80 tuổi. Người 60 tuổi nói, năm nay qua rồi không biết năm tới có còn chăng. Người 70 tuổi nói, tối nay cởi giày ra rồi không biết ngày mai có còn hay chăng. Người 80 tuổi nói, hiện tại hơi thở ra không biết có hít vào nữa không. Đều thấy mạng người vô thường ngắn ngủi tại hơi thở. Có một bài kệ rằng, nhân sinh nhất tràng mộng, nhân tử mộng nhất tràng, mộng lý hữu vinh quý, mộng tỉnh tại cùng hương, chiều chiều tại tác mộng, bất giác mộng hoàn lương, mộng trung nhược bất tỉnh, uổng tác mộng nhất tràng. Nghĩa là đời người một giấc mộng, chết đi mộng một giấc. Trong mộng giàu vinh hoa, tỉnh mộng lại bần cùng, sớm tối đều nằm mộng, không giác mộng hoàng lương. Trong mộng nếu không tỉnh, uổng thay một giấc mộng. Đời người chỉ có khi nào nhìn xuyên thủng, buông xả được mới an vui tự tại thật sự. Trong kinh Kim Cang có nói, hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, hãy quán chiếu như thế. Làm thế nào cứu vãn kiếp vận? Giảng ngày 23 tháng 10 năm 1989 tại Phật giáo Tân Văn, Đài Loan. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, hãy quán chiếu như thế. Hết thảy pháp hữu vi tức là hết thảy pháp có sự tạo tác, có biểu hiện, có hình tướng, tức cũng là pháp thế gian. Hết thảy pháp thế gian đều gọi là pháp hữu vi. Pháp vô vi không phải như mộng huyễn bọt bóng, cũng chẳng phải như điện như xương. Pháp hữu vi thì không cứu kính, không triệt đề là vô thường, còn pháp vô vi thì không sinh diệt, không bắt đầu cũng không kết thúc, không hình không tướng, pháp không thể biểu hiện. Pháp vô vi có nhiều loại, đây là nói vô vi mà vô bất vi, đại tạo đại hóa. Thứ pháp vô vi này không dễ gì tu hành, cũng không dễ thấu hiểu. Con người phần đông đều chấp trước pháp hữu vi, cho nên từ sáng đến tối truy cầu danh lợi, trôi nổi trong biển nghiệp. Một khi không cẩn thận thì bị biển nghiệp, gió nghiệp thổi không để lại hình ảnh dấu vết, mà không biết đọa lạc vào loài nào. Nhân loại trên thế gian rất nhiều, nhưng loại súc sinh cũng không ít, địa ngục ngạ quỷ cũng lắm. Cho nên trong nhân đạo không dễ gì mà đứng vững được, vì biển nghiệp trôi nổi phiêu bạt, khiến cho chúng ta đầu óc hôn mê, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Hiện tại thời kỳ chúng ta là thời đại mạt pháp, cho nên mạt pháp tức là pháp sớm sẽ không còn nữa, đã đến đoạn cuối, nên ai ai cũng quên mất pháp gốc. Kết quả càng truy tìm càng không được chân lý. Tìm không được chân lý thì nghĩ muốn cô lấy một thứ đồ, cô lấy đồ giả,
đó là pháp hữu vi mà không biết căn bản pháp vô vi, cho đến danh từ cũng quên luôn, cho nên thành mạt pháp. Không chỉ Phật giáo là mạt pháp mà các tôn giáo khác cũng đi trên con đường mạt pháp. Thiên Chúa giáo từ năm 1963 có rất nhiều người truyền giáo đều không giữ quy củ. Tu nữ, thần phụ, mục sư cũng đều biến thái, Phật giáo cũng như thế, đều chuyển theo thời đại, một khi chuyển thì chuyển đến thời đại mạt pháp. Cho nên tôi thường nói đến thế giới đến thời kỳ mạt pháp, hết thảy nhân sĩ các tôn giáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mà giáo dục xã hội ngày nay cũng đi trên con đường đó, không giống như trước, từng người giáo dục, vì giáo dục mà giáo dục, muốn tạo thành những người hữu ích cho thế giới. Thời xưa những vị học giả luôn quan tâm lo lắng, vì nghiên cứu học vấn mà bạc đầu, không nghĩ làm sao để nổi danh trong xã hội, làm người học giả hoặc nhà giáo dục có danh vọng. Họ hoàn toàn không có nghĩ như thế, họ nghiên cứu làm thế nào để tạo ra nhiều nhân tài, thay đổi phong tục, cải tạo thế giới. Đây là tác phong và tinh thần của các vị học giả thời xưa. Học giả và thầy giáo bây giờ dạy học sinh làm thế nào để được danh tiếng lợi ích. Thời xưa học giả là vì minh lý, tức là cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu thân để ra trị quốc bình thiên hạ. Dùng 8 hạng mục này khiến cho học sinh tài bồi giáo dục tư tưởng chánh đáng, có phẩm đức cao đẹp. Còn học giả và thầy giáo bây giờ cổ suý mọi người uống thuốc mê huyễn, cổ võ học sinh uống thuốc ngừa thai, không hiếu thuận cha mẹ, tạo ra những thành phần xấu xa trong xã hội. Xã hội một ngày không như một ngày, cho nên các vị thầy giáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hiện tại trên truyền hình chiếu những tiết mục đều khiến cho con người điên đảo, theo chiều hướng hạ lưu. Từ đây nhìn lại, tâm con người không như xưa, quên mất đạo đức luân lý, đó đều có nhân duyên. Thành thiếu niên chân đứng không vững, không có định lực. Đây chẳng phải là một nhân tố tạo thành, mà là do nhiều nhân tố tạo thành. Việc này thật là đáng thương xót. Cho nên phàm là tôn giáo, giáo dục, nhân sĩ phải sớm thay đổi tư tưởng và hành vi. Như thế thì tạo kiếp thế giới cũng có cơ hội vãn hồi. Nếu cứ kéo dài mà không thay đổi cho tốt thì ngày tận thế sớm sẽ xảy đến. Như vậy có phương pháp gì cứu vãn chăng? Có, vì hết thảy đều do tâm con người truyền. Tâm con người tốt thì thế giới sẽ tốt, tâm con người xấu thì thế giới sẽ thấu, ngày tận thế sẽ đến. Nếu muốn đừng có mà phát, đừng tận thế, thì mọi người phải phát khởi tinh thần lên từ việc cứu người trong cuồng phong bạo vũ, không phải bảo bạn xả bỏ thân mạng của bạn đi cứu người, mà là làm cho cuồng phong bạo vũ ngừng lại. Các vị hãy nhìn xem, các nơi đều có thiên tai nhân họa, thủy tai, phong tai, hỏa tai, chiến tranh. Vì những tai nạn này mà khiến cho vô số người chết, những tai nạn nhỏ như tai nạn máy bay, xe lửa, xe hơi, vân vân cũng không biết bao nhiêu người chết. Những tai nạn như thế phát sinh đều từ tâm con người tạo thành, nhưng mỗi người đều chưa giác ngộ, không nhận trách nhiệm mà để lỗi cho người khác. Chẳng một ai hồi quang phản chiếu, nói thế giới không tốt là do tôi không tốt, không có ai nghĩ như thế, cho nên thế giới càng ngày càng tồi tệ, một ngày không như một ngày. Mai thầy có một biện pháp có thể thay đổi, không những không phí sức, lại không tốn tiền, đó là tất cả mọi người trên thế giới đừng ăn thịt, nên ăn chay, không sát sinh mà phóng sinh. Như vậy thì các tai nạn trên thế giới sẽ tiêu diệt trong vô hình. Cho nên việc ăn chay rất quan trọng, các tai nạn xảy ra đều do sát sinh mà kết thành oán khí, để khắp vũ trụ mới xảy ra đủ thứ tai nạn. Nếu ai ai cũng đừng sát sinh, hãy phóng sinh không ăn thịt, thì tư tưởng bạo lực của con người sẽ tiêu diệt. Tại sao con người lại táo bạo, nóng giận? Đều do ăn thịt. Ăn thịt sẽ tăng thêm dục niệm, khiến cho con người sân hận, không có tâm từ bi. Cho nên muốn thế giới không còn tai nạn, thì phải sớm giữ giới sát sinh. Hãy phóng sinh, không ăn thịt chúng sinh, để vãn hồi tạo kiếp sẽ xảy đến. Phật Pháp không rời tâm của mỗi người, giảng tại Hoa Liên Đông Tịnh Tự, ngày 10 tháng 10 năm 1989. Phật Pháp không tách rời tâm của mỗi người, cho nên Phật Pháp tức là tâm Pháp. Trong tâm của bạn không có ích kỷ, vọng tưởng, cuồng tâm, dã tính, tập khí, tật bệnh, đó là Phật Pháp. Nếu tâm bạn có tập khí, tật bệnh, cuồng tâm, dã tính, vọng tưởng, đó là ma Pháp. Phật thì thuộc về niệm thiện thanh tịnh, ma thì thuộc về niệm ác nhiễm ô không thanh tịnh. Cho nên cổ nhân có nói, thiện ác hai con đường, tu thì tu, tạo thì tạo. Hai con đường này rất dễ khiến cho con người hồ đồ mê hoặc. Cho nên khi làm việc thiện lại có ác trong thiện, khi làm việc ác lại có thiện trong ác,
không thể chuyên nhất, không có con mắt chọn pháp, không thể phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi, không thể tròn thiện mà theo, không thiện thì đổi. Vì chúng ta đều ở trong mê mờ, có lúc không đúng cho là đúng, đúng lại cho là không đúng. Hồ đồ trong hồ đồ qua suốt cuộc đời, có thể nói suốt đời để thời gian trôi qua vô ích, có thể nói sinh hoạt lãng phí. Cổ nhân lại nói, trên thế gian chỉ có hai người, một là cầu danh, một là cầu lợi. Trừ hai loại người này ra, còn những người khác rất ít. Cho nên nói, danh lợi là việc nhỏ, ai ai cũng ham, kể cả những người xuất gia cũng thích danh hàm lợi. Tôi đưa ra một ít ví dụ, các bạn hãy xem Pháp Sư Hằng Thật Tam Bộ Nhất Bái. Tại sao gọi y là Hằng Thật? Vì y không thật tại lắm, pháp danh là Quả Chân, tức là kêu y ở đâu cũng đều phải làm chân thật, nhưng y trước khi đến không chân thật, tóm lại là phải làm giả giả. Giống như viết văn chương, một sự kiện đều phải thêm một chút tài liệu, giống như lúc trước phiên dịch cho tôi nói gió bão thổi càng mạnh càng tốt. Tôi không có nói đừng lo lắng, nhưng y phiên dịch nói don't worry, y muốn xuất lộ tài hoa của mình ra. Có người nghe tôi giảng đến chỗ này thì sinh hoài nghi. Tam bộ nhất bái là việc tốt, hiếm có, toàn thế giới đều nghe tiếng, vậy sao còn chưa chân thật tu hành? Tôi thành thật nói với các bạn, vì tôi không thể dạy y, cho nên y không thể minh bạch. Thế nào? Y từ chùa Kim Luân ở Los Angeles lại đến Vạn Phật Thành, nhưng mục đích tam bộ nhất bái không phải vì muốn thành Phật, mà là cầu cho thế giới hòa bình. Thật ra trong tâm của y không có hòa bình. Khi y bắt đầu lại thì trong tâm khởi vọng tưởng, khi tôi lại tam bộ nhất bái xong rồi, tôi là đệ nhất toàn thế giới, tôi sẽ nổi tiếng. Các bạn nghĩ xem nổi tiếng gì? Tức là trên đường tam bộ nhất bái, cầu cái tiếng tam này, cầu đệ nhất thế giới. Lại nhiều, lại tới được đệ nhất rồi. Tôi một cái lại cũng không có, vì tôi nhận thấy rằng y dụng tâm sai lầm. Còn nữa, khi y đến mỗi thành thị lớn thì mong phóng viên nhà báo đến, biên cho y một bài tin tức mới, thì y xuất đầu lộ diện, ai cũng biết y. Vì phóng viên nhà báo biên bài tam bộ, nhất bái tuyên truyền, nếu vì việc nhỏ thì cũng là lại không. Sau đó y lại đến Vạn Phật Thành, thì muốn xưng vương xưng bá tại Vạn Phật Thành làm tiểu hoàng đế. Thế nào, khi y lại đến Vạn Phật Thành, là lúc làm lễ khai quang Vạn Phật Thành. Tôi đến khai quang, trong tâm y chửi sư phụ, chao ôi, ngài là người quê mùa, một chữ tiếng Anh cũng không biết, ngài làm hỏng việc của tôi rồi. Y tam bộ nhất bái lại 2 năm 9 tháng còn muốn tranh với sư phụ, đây là cái gì? Do đó các bạn cho rằng Vạn Phật Thành có tam bộ nhất bái. Tam bộ nhất bái này giống như cầu danh cầu lợi, cho nên danh lợi việc nhỏ, người người ham, sinh tử việc lớn chẳng ai màng. Sinh tử là việc lớn, nhưng chẳng ai nghĩ đến còn muốn tìm cầu danh lợi. Thanh tịnh là phước chẳng ai muốn, việc tốt không bằng vô sự, phiền não là tội người, người tham. Phiền não là tội nghiệp, bạn tu hành, tu được, không còn phiền não, đó mới là hiểu sự dụng công. Nếu bạn ngày ngày ăn phiền não, dùng phiền não, ngồi cũng phiền não, đi cũng phiền não, đứng cũng phiền não, ngủ cũng phiền não, đi đứng nằm ngồi, chẳng lúc nào không có phiền não, như vậy tu cái gì? Các bạn thử nghĩ xem, vừa mới nói đoạn này các bạn có chú ý chăng? Phải trong tôi của trách tam bộ nhất bái, cầu danh cầu lợi, không phải, vậy thì trách ai? Đây đều quy tội về sư phụ của y lãnh trách nhiệm vì không dạy y minh bạch. Vì sư phụ của y là người quê mùa không dạy đệ tử, cho nên tôi nói quá nhiều lời, điểm quan trọng là tại chỗ này. Tôi hy vọng người quê mùa không dạy ra người tiểu quê mùa, hy vọng đệ tử sẽ giỏi hơn thầy. Các bạn xem tôi đây là sư phụ, đừng nói không có tam bộ nhất bái, một lại cũng không lại. Tôi cũng không dám lại, té nhào xuống dạy không được thì làm sao? Bất quá đây cũng không phải là lỗi lầm của sư phụ, đây là lỗi tại quốc gia này. Quốc gia này có lỗi gì? Lúc ban đầu tôi đến nước Mỹ, tôi rất hâm mộ tự do phát triển của nước này. Tôi cũng kệ, mặc theo mê tín tự do phát triển, hiểu lầm tự do, không có tự do lý trí. Cho nên thu đồ đệ tôi cũng không muốn quản chúng. Tôi thường thường nói như thế, bạn muốn lên trời thì lên trời, bạn muốn xuống địa ngục thì xuống địa ngục, bạn muốn làm gì thì làm. Do đó dưỡng thành thứ tư tưởng cầu danh cầu lợi, đây không phải tự mình biện hộ. Bất quá tùy tôi nói tôi một bước cũng không lại, phương pháp tôi lại không giống y. Y thì tam bộ nhất bái, hy vọng mọi người biết. Tôi thì đứng tại một chỗ lại, từ 12 tuổi bắt đầu, mỗi ngày sáng sớm, tôi lại hơn 830 lại, tối cũng lại hơn 830 lại.
Tôi lại thấy không hoan hỉ cho người biết. Sáng sớm trước khi mọi người dậy, tôi ra ngoài trở lại. Buổi tối lúc mọi người đi ngủ rồi, tôi cũng lại hết thảy chúng sinh, tận hư không khắp pháp giới, hết thảy chúng sinh, bao quát hết thảy 12 loài chúng sinh, có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, vân vân, đều hướng về hết thảy chúng sinh đó mà lại, hy vọng họ đều cải ác hướng thiện, phát tâm bồ đề. Nhưng tôi không muốn chúng sinh biết, vì không muốn chúng sinh biết, cho nên không có cách chi nổi tiếng. Bây giờ tôi già rồi, tôi không ngại đem phương pháp này truyền cho các bạn. Bạn muốn tàm bộ nhất bái thì nên lại vào buổi tối, không nên lại ban ngày, nếu không chẳng khác nào mua quảng cáo. Thiện mà muốn người biết không phải là chân thiện, ác mà sợ người biết là đại ác. Những đệ tử của tôi cũng có thiện trong ác, cũng có ác trong thiện. Vừa rồi tôi có sự cảm xúc mới giảng kinh thật, điển thật, kinh điển sống động cho các vị nghe. Đây không phải là kinh điển chết. Pháp sư Hằng Kỳ bế quan được 4 năm 3 tuần, nay mới xuất quan. Năm nay mới xuất quan còn nói 4 năm không được học tiếng Tàu. Lúc y bế quan không xem thư, cũng không biên thư. Người khác biên thư y cũng không xem, y cũng không biên thư cho người khác. Y cũng không xem truyền hình, cũng không nghe đài, cũng không nói chuyện với bất cứ ai. 4 năm đọc kinh Lăng Nghiêm cho nên y nói tiếng Tàu không thông thạo, nhưng y có thể ngồi 14-15 tiếng. Ngoài ra, Pháp sư Hằng Trường nói tiếng Việt, nói tiếng Anh, lại nói tiếng Tàu. Y vốn cũng không biết nói tiếng Tàu, sống tại Vạn Phật Thành 9 năm, tiếng Tàu học cũng khá. Hiện tại ngồi thiền, có thể ngồi 8-9 tiếng bất động. Đệ tử của tôi đều là rồng rắn hỗn tạp, tu hành tốt thì là long tượng, rồng voi, tu hành không tốt thì là rắn rít. Cho nên tôi làm sư phụ đều giảng kinh điển cho đồ đệ của tôi và các bạn nghe. Tại sao chúng có long xà, thiết trượng, rồng rắn, bò cạp, voi? Vì tôi không thể dạy, cho nên chúng ngày ngày theo tôi, ngày ngày tận khổ não, thời gian trôi qua vô ích. Hòa thượng giảng xong, có người đưa ra vấn đề, thỉnh hòa thượng giải đáp. Hỏi, có sách nói, ngàn ngày học huệ không bằng 1000 ngày học vô văn, đây là ý nghĩa gì? Đáp, phân biệt danh tướng không biết dừng, vào biển đếm các đồ tự khốn. Ai ngàn ngày học huệ, ai 1000 ngày học vô văn, đừng có chuyên giặt đồ dơ cho người khác. Phải lại Phật trong nội tâm, giảng tại Hoa Liên, Đông Tịnh Tự, ngày 11 tháng 10 năm 1989. Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điền, nghĩa là tâm dừng niệm bặt dầu sang thật, tư dục đoạn sạch ruộng phước thật. Chúng ta hàng ngày tu Phật, hàng ngày không biết học ông Phật thật, đều dụng công phu trên hình tướng bên ngoài mà không biết tìm cầu Phật trong nguồn gốc tự tánh. Nguồn gốc của Phật tức là đoạn sạch hết thảy lòng tư dục, mới hiển lộ trí huệ quang minh vốn có. Có lòng tư dục thì không có trí huệ, có trí huệ thì không có tư dục. Trí huệ không rời khỏi tư dục không rời khỏi trí huệ. Phiền não tức là bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Nếu bạn nơi phiền não mà không có phiền não thì bạn có tâm bồ đề. Bạn muốn dứt sinh tử thì bạn đừng tái tạo sinh tử, đó tức là niết bàn. Ai ai cũng có sinh thì có tử. Bạn đoạn sạch tư dục thì sinh tử cũng sẽ chấm dứt. Tư dục không đoạn sạch thì sinh tử không thể dứt. Tư là việc chính mình biết chứ người khác không biết. Tư dục là đem cái tốt hiện ra để người khác biết, còn cái xấu thì che giấu, hy vọng người khác có hào cảm đối với họ. Đây gọi là tư dục. Tư dục suối khiến bạn nói dối, điên xảo, thị phi, không phân biệt căng thẳng, hỗn loạn, trắng đen, vì tư dục chi phối bạn. Nếu bạn không có tư dục thì trí huệ quang minh vốn có của bạn sẽ hiển hiện, không cần phải tìm kiếm bên ngoài, tự mình cầu nơi chính mình. Chúng ta sinh ra đời, cử chỉ hành động, lời nói việc làm đều phải phản tỉnh, phải cầu trở lại nơi chính mình. Bạn phải, những gì mình không muốn đừng thí cho người khác, chính bạn không hoan hỉ thì đừng đổ lên thân người khác. Cổ nhân có nói, nhân tùy trí ngu, trách nhân tức minh, thứ kỷ tức hôn. Nghĩa là nói, có người tùy ngu đến cực điểm, nhưng nhìn tật xấu lỗi lầm của người khác thì thấy rất rõ ràng, có ngăn có nắp. Nói dài, nói ngắn, chuyện thị phi của kẻ khác, thao thao bất tuyệt. Biện tài vô ngại, nhưng đối với việc của chính mình thì mê mờ, tùy tiện, không biện rõ ràng, sai cũng chẳng quan hệ gì. Thậm chí nghe lỗi thì che đậy tội lỗi, đây là tư dục khiến cho bạn làm đủ thứ việc sai, khiến cho bạn tự mình luôn luôn tha thứ cho chính mình. Người thông minh
lấy tầm trách mình để trách người, lấy sự tha thứ chính mình để tha thứ cho người khác, thì sao mà chẳng đạt được địa vị thánh hiền? Nếu như bạn thông minh tài trí, dùng tâm trách người như trách mình, thì phải phản tỉnh, phải cầu nơi chính mình, dùng tâm khoan dung tha thứ người khác như chính mình. Những gì mình không muốn thì đừng thí cho người khác, thấy nghĩa thì dũng mãnh mà làm, như thế nhất định sẽ đạt được địa vị thánh hiền. Thậm chí nếu bạn làm việc chân chánh cũng sẽ đạt được quả vị Phật. Cho nên các bạn lạy Phật bên ngoài không bằng lạy Phật của chính mình. Bạn phải cung kính đối với chính mình, lúc nào cũng giống như Phật, giống như Bồ Tát Quán Thế Âm. Như thế thì bạn mới là thật lạy Phật, thật bái sám, thật niệm Phật. Nếu bạn không như thế, chỉ học khẩu đầu thiền, thiền ngoài miệng, người sao mình cũng vậy, người lạy Phật tôi cũng lạy Phật, người niệm Phật tôi cũng niệm Phật, người ăn cơm tôi cũng ăn cơm, nhưng sinh tử của mình thì không thể dứt. Bạn phải đứng vững trên đôi chân của mình, chân thật thực hành. Lúc trước, tại Đài Loan có một vị tỳ kheo ni phước huệ. Vị tỳ kheo ni này 20 tuổi thì kết hôn, sinh được hai người con, 25 tuổi, chồng chết. Cô ta nhìn thấu hồng trần mà đi xuất gia. Cô ta cũng không mặc đẹp, cũng không ăn ngon, cũng không ở nhà tốt, đến các chùa làm công quả, tên pháp danh gì cũng không để cho người biết. Cô ta bố thí nước đại bi thủy cho mọi người để trị bệnh, cũng không nói, cũng không nhận tiền, cứ tu hành như thế. Các bạn tu hành như thế thì mới là chân tu hành, bằng không chùa to tiền nhiều, nhưng sinh tử chẳng dứt được, cho nên các bạn phải dụng công phu trên bổn phận, nhìn xem tâm tham của mình trừ khử chưa, tâm sân trừ khử chưa, tâm si trừ khử chưa. Chúng ta người xuất gia phải sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, cứu kính bạn làm được chăng? Nếu làm được mới không phải sống vô ích, không xuất gia vô ích, không phải đệ tử vô ích của Đức Phật. Chúng ta phải hồi quang phản chiếu, cầu ngược lại nơi chính mình, quay ngược lại cầu công phu nơi chính mình, thì phải thật nhận mình sai, đừng nói lỗi người tức lỗi mình, đồng thể mới đại bi. Tại sao tôi nói như thế? Vì tôi thấy rất nhiều người đều có tật bệnh, nhất là những tật bệnh kỳ quái. Khi người ta bệnh thì oán trời trách người, nói ông trời không công đạo, tại sao chỉ có tôi bệnh? Tại sao người khác không có bệnh? Cho nên phẫn hận bất bình mà họ không biết. Đây là tiền nhân hậu quả, trong tiền kiếp sát sinh quá nhiều, hoặc là bắt chuột bắt cá, câu cá giết gà giết bò, giết dê giết chó, giết quá nhiều. Cho nên loại người này kiếp này có nhiều bệnh tật kỳ quái. Lúc tôi ở tại Hương Cảng có gặp qua một bệnh nhân, bà ta là một đệ tử già của tôi hơn 60 tuổi, không biết chữ, tài lại điếc, nhưng rất thích nghe tôi giảng kinh. Bà ta không nghe được mà vẫn muốn nghe, mỗi lần phải bò lên hơn 300 bậc thang cấp để nghe giảng kinh. Một năm nọ vào ngày mùng 2 tháng 5, tôi mở pháp hội giảng kinh A-di-đà. Bà ta đột nhiên nghe được Nam Mô Liên Chỉ Hải Hội Phật Bồ Tát. Tại sao tai bà ta bị điếc? Vì kiếp trước bà ta thích nghe trộm người khác nói chuyện, cho nên đời nay thọ quả báo. Đại khái Bồ Tát cũng thương xót bà ta có tâm thành, tai điếc mà thích nghe kinh, bèn làm cho bà ta nghe được. Nhưng bà ta còn có một thứ nghiệp chướng nữa. Kiếp trước bà ta thấy người khác có bệnh quái lạ, nhưng bà ta không tin, cho nên đời này chính bà ta phải nếm mùi vị cái bệnh đó. Bệnh đó là bệnh gì? Tức là bà ta một ngày ăn không biết bao nhiêu bữa, cách một giờ thì phải ăn một bữa, không ăn thì đói, bác sĩ Đông Tây đều trị không hết. Lúc đó cứ mỗi ngày thứ bảy, tôi từ Tây Lạc Viên mang 30 kg gạo và dầu đến núi Đại Tự cung cấp lương thực cho người trên núi. Sáng sớm ngày thứ hai phải xuống núi. Năm đó nhằm ngày 14 tháng 2, tôi trở lại pháp hội sớm, thì bà ta nhìn thấy tôi bèn nói với tôi: sư phụ, trong bụng của con có người nói chuyện. Các bạn thấy kỳ quái chăng? Tôi nói con tuổi đã già, bụng làm gì mà có con? Hơn nữa con chưa sinh ra, làm gì mà biết nói, mà nó nói gì? Bà ta nói, sáng sớm con dùng bột mì, bột gạo làm bánh không thêm dầu, cũng không thêm gì, nướng chín rồi ăn. Khi con ăn vào trong bụng liền nói, tôi không muốn ăn thứ này. Con liền nói, ngươi không muốn ăn thứ này, vậy ngươi muốn ăn gì? Ăn no thì tốt rồi, còn đòi gì nữa? Y không nói gì hết. Tôi nói, tốt, con đi về nhà đi, tối trước khi ngủ, con hãy nhìn xem có cảnh giới gì chăng? Trước khi ngủ, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Bà ta nhìn thấy Bồ Tát Vi Đà đến, trong tay cầm một bát mì, đổ mì xuống. Bà ta thấy ba đứa con nít đều mập mạp từ trong bụng chạy ra cướp giật bát mì ăn.
Đường lúc rảnh rợt ăn thì Bồ Tát Vi Đà xách tay mấy đứa con nít chạy đi. Con nít đi rồi, bụng bà ta trở lại bình thường, cũng không còn đói nữa. Tại sao bà ta có chứng bệnh quái lạ như vậy? Vì trước kia, khi chưa mắc chứng bệnh này, có một lần nằm mộng, mộng thấy ba đứa nhỏ chạy vào trong bụng bà ta. Từ đó sinh ra chứng bệnh quái lạ này, đó là bệnh đói. Ba đứa nhỏ này cũng có thể nói là ngạ quỷ, cũng có thể nói là yêu quái. Tại sao bà ta mắc chứng này? Đó là vì quá khứ bà ta thấy có người mắc chứng bệnh này. Sau khi hết, bà ta nghe kể lại chuyện này bèn nói: tôi không tin, không biết ai biên tạo ra chuyện này. Vì bà ta không tin cho nên đời này bà ta mắc phải chứng bệnh đó. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.